lên sóng đôi loa Pioneer F45 giới thiệu các bác đây. Mình nhau đưa Hà Đông, Hà Nội, địa chỉ như trên tấm biển này rất rõ ràng, tại chung cư Văn Phú Victoria, cạnh ngã tư Văn Phú, trung tâm của Hà Đông. Đây là đôi loa Pioneer F45, là một trong những đôi loa có tên tuổi trên thị trường của loa, không quá đắt nhưng nó vẫn là hàng có tên tuổi và là hàng đẹp xuất sắc luôn. Mặt tiền phải nói đẹp mê ly luôn, mát đồng màu, gân vải lụa rất mềm các bác nhá. Đôi loa này tôi bán giá là 7,5 triệu đồng các bác, vẫn giảm 500, từ 8 triệu giảm còn 7,5 triệu. Đôi loa này nó cao tầm 72 cm, 70 bề ngang là 34, bề sâu 30, hàng bãi vịn 100%, loa 3 đường tiêu, chỉ phân tần mic chép đầy đủ, đẹp lắm. Tôi sẽ quay mặt sau. Đôi loa này nó kiểu dáng rồi kích thước nó gần như đôi loa F700, tôi cũng vẫn bán bằng giá là 7,5 triệu, đấy là giá đã giảm nhé. 60W 8 ohm, sản xuất tại Nhật Bản. Nói chung là móp méo một vài chỗ, vận chuyển không tránh khỏi, nhưng tổng thể đôi loa còn rất đẹp luôn. Nó thể hiện bằng cái nước sơn mặt sau này, không bị sờn. Tem bên này nó còn rách còn một đoạn này. Mặt tiền mặt sau còn quá long lanh luôn, còn góc cạnh móp theo thời gian do vận chuyển không thể tránh được. Mặt tiền với nước sơn đằng sau quá ok. Sẽ mở to với các bác cùng nghe. Tặng ghép vào âm ly Pioneer 880. Bỗng nghe âm một tình thương trong tim, sương rớt trên vai qua ngõ hồn trái dạo lòng.